Ok, đây là cái thước đo laser nha. Cái thước này Stanley, còn rất mới. Đây có lỗ dây đeo. Rồi, cái hàng này là nhập Mỹ về, made in Hungary. Còn đa số mà hàng bán ở ngoài là made in China hết. Rồi bấm on. Rồi, thì bấm on sau đó là có cái laser nó hiện lên. Bây giờ thử đo. Bây giờ để ở khoảng 30 đi. Đó, rồi. Bấm thêm một lần nữa. Đó, 302. Tính từ đích cái máy nha, tính từ đích cái máy. Tính từ đích cái máy tới cái phía trên cái thùng là 3 tấc. Đó, đúng rồi. Rồi, muốn đo nữa, bấm clear là về không. Bấm một lần nữa là nó sẽ lấy dấu là từ cái dấu này cho tới đích cái máy. Bấm một lần nữa là nó đo 302. Đó, kết quả hai lần như nhau. Rồi. Cái này là đổi đơn vị, nhấn giữ thì nó nhảy ra giữa mét và feet feet đơn vị Mỹ. Còn đây là đo diện tích và đo thể tích. Thí dụ như là bấm một cái là nó sẽ nhảy diện tích, là nó nói là bấm lấy cạnh, bấm một cái lấy cạnh dưới, rồi nó nhá cạnh trên, bấm một cái lấy cạnh trên. Cạnh trên với bằng cạnh dưới bằng nhau là nhân ra là 0.91 mét vuông. Rồi thể tích cũng vậy đó, thể tích thì bấm ra hình cái khối thì nó nhá cạnh nào mình bấm cạnh đó. Bấm lần, rồi bấm lần nữa là diện tích, bấm lần nữa là thể tích, đây mét 3. Rồi ok vậy thôi, clear, tắt thì nhấn giữ rồi xong.